Báo cáo chỉ ra kết quả hoàn toàn ngược lại so với quan niệm trước đây, một viên aspirin mỗi ngày giúp phòng ngừa bệnh tật. Thay vào đó, việc uống aspirin thường xuyên có thể gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe. Nghiên cứu chính được các nhà nghiên cứu của Đại học Monash tại Australia tiến hành trên 20.000 người tại Australia và Mỹ. Các đối tượng tham gia ở độ tuổi trung bình là 74. Tất cả các đối tượng tham gia đều ở tình trạng sức khỏe tốt, nhưng sau một thời gian dùng aspirin thường xuyên, những người dùng thuốc có tỷ lệ xuất huyết cao hơn nhóm không dùng. Các tác giả của báo cáo cho biết kết quả này là bất ngờ so với những gì được công bố trước đây và cần được tiến hành nghiên cứu thận trọng hơn.